Chào mừng tất cả cô chú anh chị đến với kênh Vboy 62 của em ha. Thì hôm nay em tiếp tục lên một cái bài 11 con cái đồ sộ thôi cô chú anh chị. Thì hàng này là hàng đã vô nọc và hàng bầu thôi cô chú anh chị. Thì số ký nó từ 30 cho đến 42 kg thôi cô chú anh chị. Có nói chung là trong đây có gác nọc rồi, có xuống vú luôn cô chú anh chị. Là khoảng 6 7 con gì xuống vú cô chú anh chị. Thì em cũng công khai giá luôn. 11 con giá là 40 triệu. Cô chú anh chị nào thấy ưng ý hợp nhãn thì cứ nhanh tay nhấc máy alo cho em qua số điện thoại 0389511419 ha. Thì hôm bữa cũng có một số anh chị em lên cái bầy 20 con á, thì cô chú anh chị nói là nhiều quá nên ngán tiền, thì hôm nay em lên tiếp tục lên một cái bầy 11 con ha cô chú anh chị ha. Thì cô chú anh chị nào mà thấy ưng ý hợp nhãn thì cứ nhanh tay nhấc máy alo cho em ha. Cái bài này em cũng gửi đến các anh chị ở Bình Phước á, Đồng Xoài Bình Phước, thì anh chị có xem được có thấy ưng ý thì hợp nhãn thì cứ alo cho em ha. Dê này trong video sau thì ra ngoài nó như vậy thôi cô chú anh chị ha. Thì bài cái bài này số ký nó từ 30 cho đến 42 kg, con một 5-6 con vậy nó xuống vú thôi cô chú anh chị. Em nhìn thấy sơ qua thì 5-6 con mà chắc chắn là nhiều hơn 5-6 con ha. Tại đứng lộn xộn quá em không có thấy rõ được. Mà theo em quan sát á, thì khoảng 6-7 con rồi nó xuống vú rồi. Thì nói chung là đa số là gác nọc hết rồi cô chú anh chị. Nói chung là cái bầy này là gác nọc hết rồi. Thì cô chú anh chị nào mà mua về không bao lâu nữa chúng ta có dây con cô chú anh chị. Nói như cái con mà đứng sát bên trong á, con trắng là con nó xuống vú to rồi cô chú anh chị. Cô chú anh chị nào mà thấy ưng ý hợp nhãn thì cứ nhanh tay nhấn máy alo cho em ha. Thì sẵn em cũng nói luôn, những cô chú anh chị nào mà khu vực Kiến Tường hay là Mộc Quá hay là khu vực bên Đồng Tháp á, mà có chốt á, thì em sẵn có chuyến em đi về Tân Hưng một của Long An cô chú anh chị. Rồi cô chú anh chị nào mà thấy ưng ý thì sẵn chuyến xe em ghép luôn cho nó nhẹ tiền xe ha cô chú anh chị ha. Thì dê là như vậy đó. Thì chân tay của chính chị thấy không, to to không ưa như vậy, chân tay rất là to đó, chân tay to đây, con này xuống vú rồi nè, này xuống vú rồi đó. Chung lại xuống vú hết chứ chị. Những cái hàng như thế này về về chúng ta nuôi không bao lâu nữa thì chúng ta có dê con rồi cô chú anh chị ha. Đó, cái con đứng mới quay mặt lại, con nó rất là vip luôn cô chú anh chị. 40 kg à. Em mới phối được con đó thì em mới phối được tuần lễ rồi. Và những cái con còn lại thì có con bầu xuống xuống sữa nè. Rồi có con mới phối, nói chung là ở trong đây thì có khoảng 6 7 con vậy là đã xuống vú rồi cô chú anh chị. Đó, cái con đó, con đầu đầu đó đó là 42 kg của cô chú anh chị. Đó. Còn con đứng mé trong á, mà đưa cái mặt ra đó là cái con mà có đơ chớp đuôi đen hay sao á, là có con đó bầu xuống vú rất là to rồi. Con nó sập đẻ luôn đó. Sừng cuốn rất đẹp ha. Đó, còn cái bé này nè. Bé này là hàng rất là vip của cô chú anh chị. 40 kg chưa rớt răng luôn ha, thì có con này chưa rớt răng luôn đó. Đó, cái con là đuôi đen đen đó, để con nó xuống vú to rồi nghe quý anh chị, xuống vú rồi to rồi. Chừng nó con nào sắp đẻ luôn đó, như cái con này cũng xuống vú rồi nè, con mà đó nó đứng vậy đó, đó quay đầu ra nó xuống vú rồi. Thì cô chú anh chị nào ở khu vực Đồng Tháp, Tháp 10 hay là cái gì đó, hay là khu vực Mộc Quá, Thạnh Quá gì á, thì rồi có chốt của bài này sẵn chuyến xe em có đi về Tân Hưng á, thì sẵn em ghép luôn cho nhẹ tiền xe cô chú anh chị ha. Em xin nhắc lại là cái bài 11 con cái, số ký từ 30 đến 42 kg, giá là 40 triệu thôi cô chú anh chị. Thì cô chú anh chị nào thấy ưng ý hợp nhãn thì cứ nhanh tay nhấc máy alo cho em. Hàng này là giống như là hàng này là hàng bầu luôn cô chú anh chị ha. Hàng nàng này là hàng bầu 80% rồi, chỉ còn mấy con kia thì em chưa có lấy xuống vú thôi, mà đa số là xuống vú hết rồi. Rồi cô chú anh chị nào mà thấy ưng ý hợp nhãn thì cứ nhanh tay nhấc máy alo cho em ha.
Rồi cũng xin nhắc lại là cái bài này em quay em gửi đến anh chị ở Đồng Xoài, Bình Phước. Anh chị có xem được á, thấy ưng ý thì cứ alo cho em ha. Thì qua số điện thoại 0389311149 ha. Thì em cũng cảm ơn tất cả cô chú anh chị trong thời gian vừa qua cũng xem kênh của em ha và ủng hộ con giống anh em. Thời gian vừa qua thì em không có lên clip nhiều của chị do là bận một số việc gia đình, với hai nữa là với em về lẻ lẻ đó. Nói chung là về ít ít thì em giao gần gần đây hết, hai người hai ba con của chú anh chị. Thì lúc đề bắt hàng đầu xô cũng hiếm lắm của chú anh chị, rất là khó, cho nên là nhiều của chú anh chị có hỏi em sao mà ít có lên clip á. Thì bữa giờ em cũng bận, với lại đi kiếm cái con giống này. Hiện tại giờ giá thịt nó cũng nhích lên dần dần của chú anh chị, cho nên là cô chú anh chị nào mà chúng ta còn đang nuôi á, chúng ta cố gắng làm sao để cho con dê chúng ta mập hơn xíu để chúng ta có thể bán được một cái giá cao hơn của chú anh chị. Nhiều của chú anh chị nuôi con dê em thấy vô rất thắt là ốm, tại vì nhìn con dê mà ốm quá chúng ta cảm thấy chúng ta không có thể nào mà tiếp tục nuôi được của chú anh chị. Còn con dê mà chúng ta nuôi cảm thấy nó bóng đẹp hay như thế nào đó thì nhìn con dê rất là đẹp mắt hơn chú anh chị ha. Thì nhiều của chú anh chị nói là cho ăn là cám thức ăn hết, thì chúng ta hãy cân đối với cái lượng thức ăn cho con dê. Mà bây giờ chúng ta nuôi dê mà chúng ta không có cám dê thì con dê nó rất là xù lông nè, thứ hai là nó hình hài, nó không được nở khung nở đồ đâu quý anh chị. Khi mà chúng ta bán dê á, thì thương lái nó cũng đè giá chúng ta nữa, thì giá dê càng ngày nó càng nhích lên nè cô chú anh chị. Nên là em hy vọng là qua năm nó sẽ khởi sắc lại để cho cô chú anh chị đang nuôi nó có được nhiều hướng phát triển hơn ha. Thì nói chung là em nói sơ về cái giá dê hiện tại là để cho cô chú anh chị tham khảo ha. Thì được thịt hiện tại bây giờ đó, những cái con hàng lồng hàng đẹp á như vậy giá từ 90 đến 97 ngàn ha, là hàng lồng của chú chị, hàng đặt thịt, hàng ăn cám của chú chị. Còn cái thịt thì nó dao động từ 70 đến 75 ngàn là cái hàng lồng ha cô chú chị, là cái thịt ha. Còn được chốt thì dao động từ 90 đến 102 ngàn ha cô chú chị. Còn cái chốt thì nó dao động từ 60 đến 65 ngàn, thì từ từng con dê hay cô chú anh chị ha. Nói chung là cô chú anh chị mà nuôi được con dê bóng mập, mập đẹp thì giá nó sẽ cao thôi, còn những con dê mà bóng dê xù lông hay là bụng cóc đó, thì giá nó sẽ thấp hơn cô chú anh chị. Rồi con hàng thịt cũng vậy nữa, thì hiện tại là dê thịt nó đang hút dần lại lại cô chú anh chị. Thì em và ông anh của em cũng đang làm bên lò mổ á, thì anh nói là giờ dê nó càng ngày càng hút lại rồi, cho nên là những cô chú mà còn chăn nuôi á thì chúng ta cứ cố gắng để vượt qua giai đoạn này ha. Thì em xin nhắc lại là cái bài này 11 con, giá là 40 triệu thôi cô chú anh chị. Hàng này giống như hàng bầu của chú anh chị, là nó 6-7 con nó xuống vú thôi cô chú anh chị ha. Số ký từ 30 cho đến 42 kg. Và cô chú anh chị nào mà thấy ưng ý hợp nhãn thì nhanh tay nhấc máy alo cho em ha, qua số điện thoại 0389311149 ha. Thì nói chung là em cũng xin kết thúc của video ở đây ha cô chú anh chị. Cảm ơn tất cả cô chú anh chị trong thời gian vừa qua ủng hộ con giống anh em và xem video của em ha. Em xin thân ái chào tạm biệt ha. Cảm ơn tất cả cô chú anh chị.